Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay anh lại quay lại làm clip mới. Hôm nay có một bạn có nickname là Ve Sầu Thoát Xác hỏi anh là tại sao gián thường nằm ngửa khi bị chết? Đấy, câu này có vẻ là rất là trí tuệ. Giờ anh sẽ giải thích là lý do vì sao nhá. Đây là một hiện tượng dễ thấy, trước khi chết bao giờ gián cũng giãy lên do cấu tạo của cơ thể. Chân ngắn và trơn nên khi nó giãy thì chúng dễ dàng bị lật ngửa. Tuy nhiên lúc này thì do sức đã cạn kiệt nên chúng không có khả năng tự lật mình lại được nữa. Và cứ thế, gián sẽ nằm ngửa như vậy, giãy cho đến khi chết với tư thế lưng úp xuống đất, bụng ngửa lên trời. Chân thì duỗi thẳng cẳng, cứng đơ. Không chỉ có loài gián mà một số loài côn trùng khác khi chết cũng có hiện tượng như vậy. Đấy, đó là vì sao gián thường chết khi nằm ngửa. Các em thấy hay thì nhớ ấn like và subscribe kênh Ve Trai nhé.